Tôi nhận trợ cấp thất nghiệp được 1 tháng và vừa ký hợp đồng thử việc, vậy có cùng lúc được nhận hai khoản này không? Độc giả Thái Thanh, luật sư trả lời theo điểm B điều 21 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, trường hợp được xem là có việc làm để chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 3 tháng trở lên, có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động thông báo đã có việc làm cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm. Căn cứ quy định nêu trên, việc ký hợp đồng thử việc theo điều 27 của Bộ luật Lao động 2012 là hợp đồng dưới 3 tháng nên không được coi là đã có việc làm. Như vậy, người lao động vẫn được đồng thời hưởng lương thử việc và trợ cấp thất nghiệp nếu thỏa điều kiện của pháp luật. Lưu ý, người lao động cần phải thông báo rõ với Trung tâm Dịch vụ Việc làm là mình đã ký kết hợp đồng thử việc, không nên nói đã có việc làm để đảm bảo được quyền lợi chính đáng. Căn cứ điều 49 Luật Việc làm năm 2013, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động theo một vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm theo quy định. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, chết. Căn cứ điều 50 Luật Việc làm năm 2013, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng. Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Lex Block S. Oi.